Hello mọi người, Khắc Công xin chào mọi người. Trong video lần này, Khắc Công xin cảnh báo với mọi người là đang có dịch kiến ba khoang ở Hà Nội. Khắc Công bị đốt mới khỏi xong. Cảnh báo cho anh em cẩn thận. Vâng, mời mọi người xem cái vết đốt của Khắc Công sau nửa tháng nó vẫn còn như thế này này. Còn cái hình cuối cùng sẽ là cái hình mà lúc mới bị đốt xong. Anh em xem nhé. Anh em thấy chưa? Đốt cho bóc da luôn, đang không có chừng lành, nhìn như phóng bô kinh thật. Hai vết đây này, nửa tháng rồi vẫn còn này, ngứa lắm, nửa tháng rồi vẫn còn ngứa lắm, lên da mới rồi vẫn còn ngứa lắm, bực mình thật. Thế rồi bây giờ cho anh em xem cái lúc mới bị như thế nào nhé, anh em nhớ cẩn thận.